nồng côn. Số này nó đang lên, mình thấy số 0 này đưa qua lên số 1, xuống là số 2, lên đây chạy qua là số 3, xuống là số 4, lên đây là số 5. Cứ nhớ số này thôi nè, chúng em chạy em chỉ là chưa đâu. Đạp côn thử, sử dụng côn đạp mở từ từ không. Côn thì đạp nhất khó nhưng mà chị phải lấy con mệt rồi. Chỉ cái đạp con đấy, đạp con đấy. Đăng nhập thành công, bạn đã đi được 0 km. Chúc bạn lái xe an toàn. Xác nhận ảnh đăng nhập. Rồi, cứ đạp con đấy. Đạp nhất khó rồi, mở là mở từ từ nha. Dùng cái mũi ấy, dậm sát sàn xuống, mở là mở chậm chậm. Đạp rồi, đạp đúng không? Thấy chưa? Đạp đúng chưa? Đạp mở từ từ thôi, mở chậm thôi. Chút nữa nó chạy là chị giữ lại thôi, chứ có gì đâu. Đạp đi, đạp nhất khó, mở từ từ thôi. Đạp dứt khoát xuống. Côn là sử dụng mà đạp dứt khoát, mở là mở chậm chậm lên để mình cảm nhận cái mức độ như dù ít, chút nữa vô số là nó lăn bánh là chị cảm nhận là nó chạy nhanh chạy chậm là do ở chân đáy á, nhưng mà chưa chân ga đâu, chân ga chưa, bây giờ cứ mở côn nhiều là mình chạy nhanh, mình đẹp xuống là mình chạy chậm dần 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 khi nó dừng thôi. Đạp cứ đạp là mở đạp hết xuống, đạp sát sàn xuống là mình vô số mới được. Rồi mở thì chị mở chậm chậm chậm, lúc nữa vô số nó lên bánh là chị cảm nhận nhanh chậm là do ở chân đấy không. Đấu mình muốn đi là mình phải hạ xuống, nhấp lên bốn nút hạ xuống, nhấp lên bốn nút, nhấp lên nhấp mạnh lên bốn nút nữa đầu đi xuống đó là xem đi là hạ nha. Còn khi mình về số mình gỡ số là mình phải kéo để nó giữ chi mình lại một vị trí, chứ không là tụt cúng mẫu á. Tức là đi là phải hạ xuống, không hạ là đất mé, đi là hạ còn dừng là kéo. Không, dừng là không cần bấm, kéo lên là kéo đẹp đẹp này, xuống là nhấp nhị này, nhấp nhị đẩy hết xuống, lên thì kéo này, còn hạ xuống là mình nó gỡ khó này, bóp vô là gỡ khó đẩy hết xuống. Cái này như cái cành bánh mà biết xi nó chạy cành bánh đâu. Con mở từ nhìn trước này, cảm nhận này, bị lên bánh này, không đụng đẩy thắng nữa, bỏ hết rồi. Rồi mở đi. Thì nó chạy là giữ lại nha, không đừng mở hết, nó chạy là chỉ giữ lại mở đây. Cái mình rê cho nó quen hết. Này, bị chạy này, nó chạy ra giữ đây. đi lại chút là đi chậm này, đó chị thấy cảm giác được vậy là đi nhanh chậm là do chân côn đấy. Mở lên đây cứ mở đó, giữ im đấy, tay lái tự chỉnh đây, cầm bốn con áp vô đó, rồi nhẹ nhàng thôi, lách nhị đừng có ném chạy, lách nhị này đi bớt chân côn lại đi đó, nhanh chậm là do chân ấy, đi bớt lại chút nữa, thả lẻ một tay là nhị hàng thôi chứ mình ném gì chạy. Rồi mình mở nhị lên. Đó, mình cảm giác mình cứ nhìn thẳng phía trước này, mình cảm giác cái xi nó chạy nhanh thì chậm là do chân mình á. Đi mở lên nữa đây. Đi lại chút. Đâu nặng đâu, đi lại chút. Đi đến khi nào nó dừng thôi, đừng có đi hết. Đi đến khi nào dừng thôi, đi nữa đây. Cứ mình đi dần xuống đến khi nào là nó dừng thôi. Rồi nó dừng cái đã. Rồi mở tiếp lên, mở lên cảm nhận khi nào nó chạy là giữ lại. Thôi từ từ chị làm để thôi chứ gì đâu. Mở lên chậm chẽ. Thấy cái tầm mà nó chạy là chị giữ lại. Đừng sợ. 1/3 cái giai đoạn đầu là cái quãng đường đầu là mình mở đều lên. Cái đầu tới cái tầm nó chạy là giữ lại. Mở lên đi. Bỉ lái vào trái thôi như vậy đâu. Đầu bỉ tròn tay vô. Đi qua. Nữa. Đầu thả tay lại lên chụp cái đầu này kéo xuống. Đầu kéo tròn cho nó quay tròn. Chừng nó quay tròn nữa. Mở con lên, mở nhiều lên nhỏ chạy, mở nhiều lên. Rồi mở hết ra đi cho nó đỡ mỏi đã. Bám nữa, bám đá vô. Cứ kéo chừng nào nó hết thôi. Đó. Chút vô cho chạy cho 8 chút. Rồi nhả đi, nhả bên đầu phải. Nhả tròn quá. Kéo tròn cái tay qua, đánh tròn cái tay qua. Đến khi nào nó chạy thẳng nào, nhưng những khi nào nó chạy thẳng rồi. Rồi thẳng chưa? Thẳng không? Nó thẳng thì tỉnh đi. Rồi bây giờ nó thẳng này. Rồi mở hết chân côn ra, đặt lên chân ga đi. Đặt lên đừng có giảm nhân, nhị thôi. Dùng một lần nhị thôi. Điểm đi, màu ga nhị là nó có ga này nha. Ở vậy thôi chứ gì đâu, nhị thôi. Xuống tới chỗ này, chị má ghi vòng tròn lại. Dạo 2-3 tour cho nó quen cái tay hay chân nữa. Rồi chị cứ giữ nhị cho nó đi, đừng sợ. Đừng có nhả, số 1 là mình nhả là nó giật. Bám qua. Đừng có động lại chân côn nhé, thả chân côn hết nè. Để bằng chân côn luôn. Để bằng chân côn bám đi, bám cho khi nào nó qua. Bám là bám tròn cái tay này. Đó, đúng rồi, bám tròn cái tay cho nó mới nhanh được. Chứ mình lùa luôn thun rồi nó không kịp đâu.
đầu đĩa này từ nó qua nó quay tròn lại. Để nó quay tròn lại nè. Đó, giữ điêu nó chả, nó còn nhìn cái đường nhả, giữ đấy nó qua được rồi đấy, không cần nhả đây, nhả nhanh nè, nhanh nè nữa, nó còn cua đây là nghĩa dư, đầu giữ đây. Từ giữ này, đầu giữ im đấy. Cứ ga như vậy cho nó êm như xi, nó khỏi lằng, nó vậy không, nó mạnh, đừng mạnh. Đó, thì thả ra giật ra. Rồi từ cứ giữ nhị nhị cho nó chạy tới chỗ kia là quay tròn lại rồi đi ra đường đi. Rồi nhị nhị đi, nhị nhị đi. Tròn cái tay quá, đó tròn cái tay luôn, đừng có lùa. Lùa là nó không kịp, mình quay tròn nó chỉ 2 vòng cái máy, lùa là lâu lắm. Rồi giữ đây. Mình thấy này, nhìn cái đầu xi nó qua này, đâu cần kéo gấp, mình vô tới hôm nay cũng được. Rồi nhả đi, nhả tròn, cũng tròn tay vậy á, nhả tròn cái tay ra, nhìn hướng trước này, nhìn xa ra, thấy thẳng này không thẳng. Chút nữa là mới đủ này, đó chút nữa là mới thẳng nào giữ đấy. Rồi vô ga đi. Vô ga điều chỉnh tần số này. Em nói này, nhả ga là dậm chân côn vô nha. Hiểu không? Nhả ga là dậm chân côn vô, dậm chân trái vô. Rồi thế bên trái kéo số 2, dậm dứt khoát, thế bên trái kéo số 2, cầm gần số đi. Đây nè, chứ không phải cái đấy đâu. Rồi mở côn nhị lên, mở côn nhị lên đi. Rồi thả đi, mở côn nhị lên. Mở nhị nhị giữ lại chút mà. Rồi mở lên. Mở chạy nhanh nè. Rồi giải thôi chứ. Đi. Đi luôn hả? Cho đi luôn hả? Đi luôn nha. Kệ nó, vô ga đi, chứ sợ vậy, vô ga đi. Đi đâu? Đi ra đường với đâu? Từ. Quay cho quay bây giờ. Sao không? Đi bình thường đi. Đi đỡ cho không sao. Không có từ đi ra đường luôn, từ đâu từ. Dậm ga vô đi. Chị cứ ngồi im mấy con dao thôi, sợ không? Bây giờ thả cái con ra hẹn. Thả cái chân con ra hẹn. Nhả ra dậm côn nó lại. Nhả ra dậm côn sát luôn. Cầm tần số. Lên không nè. Rồi mở côn lên, mở côn điều lên. Rồi đúng rồi, mở côn điều lên đi. Chân côn đâu? Mở điều lên. Mở điều lên, rồi mở điều lên thả ra chứ đâu, thả tay ra chứ giữ chi nữa. Lái đi, nhìn trước lái đi, cứ nhìn trước lái đi không sao đâu. Cứ nhìn trước lái đi. Bây giờ đạp cái gì, cái chân đạp gì? Thì giữ ga thôi chứ đạp gì đâu, bỏ chân con để bàn xuống không? Bỏ chân con để bàn xuống. Rồi bây giờ nhanh chậm do chân đây nè. Rồi dậm đi, chứ đâu sợ. Cái chân trái bỏ xuống luôn, đừng đụng nó nữa. Chân trái bàn luôn, rồi nhả bớt cái chân ở đây, rồi dậm con vô. Dậm sát chân con vô, rồi kéo xuống số 4. Cầm đây, dị xuống. Rồi mở con lên, mở điều hết lên, rồi vô ga. Mở điều hết chân con, để bàn chân con xuống, bây giờ để bàn chân con này. Để gắp bên trái này. Lẹo cái tay là thì nhìn chỉnh cho thẳng cái lần được. Giữ ga nhị đi, đừng có nhảy hết, giữ ga vô. Đó, có ga vô. Đường rau mà. Sao đâu, chạy chứ, cái không có gì đâu mà. Vô ga, giữ ga vô đi, đừng có sợ. Không có nhịp gì đó. Không, cho chị đi từ từ đi. Từ từ là mình giữ điều mà mất nha. Bung mưa rồi được rồi đấy. Đừng mạnh quá. Từ từ thôi nhớ mạnh đi. Đó, giữ đấy. Đầu ga thì nhị đây, giữ ga nhị đây. Cứ giữ ga nhị đây, nhìn thẳng đường là đi thôi. Chỉnh sao theo cái làn đường của mình thôi, đừng có qua bên kia. Đây là đường 2 chiều mà. Khó chiều nhìn lại nữa, mình đi vô thì có chiều đi ra nữa. Đầu từ gì đây. Nhìn xa ra chỉnh theo cái làn đường mình đi. Kệ nó, sợ gì đâu mà từ. Đi đi ra đâu. Kệ nó. Đi đi. Giữ ga vô. Đó, giờ nhanh chậm mà do chân ga mà thay cái tay của chân thôi chứ. Nhiều đến mức độ ở đây là giữ im cái chân lại. Không chị, thêm chị không bớt. Chưa có làm chủ được cái tay đây nè. Tay nào? Chưa có quen cái tay nè. Thì chỉnh qua chỉnh lại thôi chứ quen gì đâu. Nhưng mà chưa có biết chanh đó. Từ cái... thôi em. Cho chị dậm ga, em đâu có dậm mà từ. Chứ dậm mạnh nó chạy nhanh chứ. Từ. Dịu chân ga từ đây. Dậm mạnh thì nó chạy nhanh, dậm nhẹ nó chạy chậm đi chứ. Chị cứ giữ đây sao đâu. Tính là lái tốt nhanh hay chưa. Giờ thầy giỏi. Nói chung là trẻ chứ không có sợ vậy đó. Nói chung là ngồi đây cảm giác cái tay lẻm tay ra. Thả lẻm cái tay mình chỉnh nhị nhàng như trên cái đường này. Mình cứ giữ trên làn đường thôi. Đó, chính phủ vài bữa là đi được cái gì đâu. Kia lên thì con bạn lên. Bạn bên trái thì ra nhìn cái gương ha. Thấy nó không? Đấy, nó qua cho nó vô thôi chứ gì đâu. Mình cứ đi bình thường nó lẽ thấy nó đỏ đúng rồi. Chỉnh đi chứ, sợ gì đâu. Thì cứ chỉnh đi không sao. Đừng có ní, giữ lần đường mình đi, đừng có ní. Giữ lần đường đi thôi. Bám vô
cũng nhìn trước đầu xe, mình nhìn trước ngoài xa này thì đi chẳng mấy thẳng làm đường chưa. Nhìn ngang ngang đi xe máy đó. Cái đó. Hai. Đấy là nhìn tầm cái đó. Nhìn xa ra, nhìn xa ra. Thank you.